Do đây tu thành đạo kiên cố, tất cả chúng sinh không thể hoại, khéo hay thấu đạt tánh các pháp, khắp trong ba đời chẳng chấp trước. Cảnh giới tu hành của Bồ Tát đã vào được nơi vô tranh thâm sâu, thấu rõ thông đạt tướng vắng lặng của các pháp, biết chẳng lời nói mà ngộ diệu lý này, tu thành đạo tâm kiên cố, thành tựu viên mãn đạo nghiệp. Công phu tu hành như thế là do hàng ngày tu hành, thời khắc đều tu, luôn luôn không gián đoạn mới có thể thành tựu đại nghiệp kiên cố. Người bình thường nhìn lại các chúng đệ tử tu hành không ít, mà tại sao nhìn chẳng thấy một ai thành Phật? Đừng nói là thành Phật, cho đến chứng quả, thậm chí người khai mở ngũ nhãn lục thông cũng ít thấy. Đây là vì trong những người đó đa số là tu một ngày, mà nghỉ tới 10 ngày, lại tu một ngày, phải nghỉ tới 10 ngày. Sở tu so với sự mất đi còn nhiều hơn. Như vậy thì làm sao thành Phật, làm sao chứng quả đắc đạo? Ví như một tấm gương sáng, nếu luôn luôn thường lau chùi thì vĩnh viễn giữ nó được trong sáng. Có thể vật đến thì ứng, vật đi thì lặng, chiếu rõ tất cả mà bản thể vô tâm. Nếu đem nó để ở kia mà chẳng lau chùi sạch sẽ thì bụi bặm càng ngày đóng càng nhiều, càng ngày càng dày. Thời gian lâu dần, thậm chí vật gì đến cũng chẳng hiện ra. Đây tức là ví dụ tập khí và phiền não vô minh của chúng ta che lấp tự tánh của chúng ta. Có một đời biết tu hành, khi đến kiếp sau lại bị năm dục mê hoặc mà quên đi sự tu hành. Đây cũng giống như tấm gương bị bụi bặm đóng lên, lại nghĩ muốn tu hành thì phải quét cho sạch sẽ bụi bặm dính trên gương. Khi chẳng còn bụi bặm nữa thì sẽ khôi phục lại ánh sáng, sẽ có thể chiếu tất cả sự vật. Trong bản tánh của chúng ta giống như trừ đi vô minh ám chướng thì sẽ hiện hiện ra trí huệ quang minh. Muốn trừ sạch hết vô minh phiền não che đậy, chỉ có tu hành mới có thể diệt vô minh hiển pháp tánh. Hiện tại chúng ta được thấy Phật, nghe được Phật pháp, lại gặp được tăng thì phải mau dụng công tu hành, cầu chấm dứt sinh tử. Đừng cho rằng ta đã già, kiếp sau sớm tu. Phải biết tu hành là phát tâm, đừng kể già trẻ, giàu nghèo sang hèn, hiện tại là thân người, dùng thân người tu hành là đắc lực nhất. Nếu chẳng tu hành thì đời sau có còn giữ được thân người chăng? Cho nên phải dùng thân người này mau phát tâm tu hành, đợi tới đợi lui, tu một đời lại 10 đời không tu, nên vô minh tập khí mới nặng. Nếu phát nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, hàng ngày dụng công không giải đãi thì giống như tấm gương kia, luôn luôn giữ gìn nó, không cho dính bụi bặm, trong sáng sạch sẽ. Trí huệ vốn có của con người cũng như thế, hay thời thời hiện tiền, trí huệ quang minh hiện tiền đó tức là đạo kiên cố, nó chỉ có ngày ngày tăng trưởng, quyết không thể thối lùi. Người tu hành thành tựu đạo kiên cố thì trí huệ quang minh lãnh đạo hành Bồ Tát đạo, khiến cho người đó chẳng có tâm sợ hãi. Đừng nói là tất cả chúng sinh không thể chướng ngại vị đó, mà dù thiên ma ngoại đạo cũng chẳng có cách gì phá hoại người đó hành sự. Bồ Tát đã chứng được trí huệ quang minh tối cao, đã thấu rõ thông đạt thể tính bổn lai của các pháp, các vào sâu trong ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Trong ba đời này, hết thảy những gì nghe thấy, chẳng có sự vật nào khiến cho ngài sinh tâm chấp trước. Chẳng có chấp trước vì Bồ Tát lúc đó đã chứng được hai không, đó là người không và pháp không. Như vậy, hồi hướng đến bờ kia, khắp khiến quần sinh lìa cấu bẩn, vĩnh lìa tất cả các chỗ nương, và được nương rốt ráo không nương. Bồ Tát tu đủ thứ căn lành công đức, vô lượng vô biên công đức, giống như pháp môn hồi hướng mà ngài tu, thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế, công đức hồi hướng viên mãn, sẽ đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát đã đạt đến bờ bên kia, ngài vẫn chẳng xả bỏ chúng sinh để tự mình chứng Bồ Đề. Ngài cũng khiến cho tất cả chúng sinh giống như mình, thoát khỏi hết thảy trần cấu, khiến cho họ cũng hiện ra trí huệ quang minh vốn có, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả chỗ nương nhờ, và được cảnh giới giải thoát chân chánh, rốt ráo tự do tự tại, chẳng có nương tựa vào đâu. Ngôn ngữ của tất cả chúng sinh tùy theo giống loài đều khác nhau, Bồ Tát đều phân biệt nói được, mà tâm không chấp, không chướng ngại. Chúng sinh trong pháp giới chẳng phải riêng loài người mới có lời nói, mà phi cầm, tàu thú, côn trùng, nãn thai, thấp hóa, vân vân,
Chỉ cần có mạng sống thì chúng đều có phương pháp truyền đạt ý nghĩ, giống như ngôn ngữ văn tự của loài người dùng để tác dụng truyền đạt. Bồ Tát đối với mỗi giống loài chúng sinh khác nhau, chúng có ngôn ngữ khác nhau, Bồ Tát đều phân biệt hiểu được. Ngài không cần học tập ngôn ngữ của chúng, nhưng Bồ Tát đều hiểu được như ngôn ngữ của loài người. Mỗi quốc gia, Ngài đều có thể không thầy mà tự thông. Thậm chí tiếng chim, tiếng cẩm thú không có ngôn ngữ của loài nào mà Ngài không hiểu biết. Tùy theo vào trong loài chúng sinh nào, Ngài đều có thể nói tiếng của loài đó mà có thể tự dung hợp được. Vì Bồ Tát đã đắc được tam muội ngôn ngữ. Hơn nữa, tâm Bồ Tát chẳng có sự chấp trước. Ngài chẳng nghĩ đến ta là người, bạn là súc sinh. Thì sinh tâm khinh khi, bất cứ loại chúng sinh nào đối với hết thảy chúng sinh, Ngài đều dùng Phật nhãn nhìn. Vì phàm phu chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Nếu tâm chẳng chấp trước thì sẽ chẳng có sự chướng ngại. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, công đức phương tiện không thể nói, hay khiến trong thế giới mười phương tất cả chư Phật đều khen ngợi. Đại Bồ Tát tu pháp một hồi hướng căn lành công đức Ngài tu tập, bất luận là lớn nhỏ tự hào chẳng lưu lại, mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về các pháp thật tế. Pháp môn phương tiện tu căn lành công đức đó vi diệu không thể nghĩ bàn, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu công đức như vậy rồi, ở trong mười phương thế giới xứng đáng được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi mà nói: Thiện nam tử, lành thay, lành thay, ông là một vị sứ giả của mười phương chư Phật, cũng là một vị đại Bồ Tát được mười phương chư Phật hộ niệm.